Đấy, hôm nay quay trở lại với cái video tiếp theo nhé. Này anh em mình sẽ xào cái con hàu này với lại gốc cần ta các bạn nhé. Đấy, một ít mì chính ấy, bốn đêm à, súp này. Đấy, lát nữa anh em mình sẽ xào con này. Đấy, mình sẽ quay và review lại cho các bạn xem. Đây cái chảo lớn anh em mình đã chuẩn bị rồi. Đấy, lát nữa chỉ việc cho dầu vào, bắt đầu mình phi hành cà chua lên thôi. Đấy, đây các bạn này. Đấy, gia vị anh em đã chuẩn bị, đây là nước me nhé các bạn nhé. Cái nước me mình chuẩn bị để lát nữa mình xào với con hàu đấy. Đấy, cà chua, ớt. Đó, cái này phải có ớt nhé, xào con này phải có ớt vì nó tanh, phải có ớt và nước me để nó khử tanh. Đấy, và cà chua. Đó, đây, rau thì mình sẽ có rau cần và cái su hào cào mình chà đi rồi các bạn. Đấy, có hai loại rau này thôi. Đấy, đấy, bắt đầu mình sẽ đi tiến hành xào ngay vào luôn nhá. Đây các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho cái dầu lên để mình nóng ra, bắt đầu mình sẽ phi hành với cà chua các bạn nhé. Đấy, đấy, hàu mình sẽ chuẩn bị tươi ngon. Này xin giới thiệu với mọi người đầu bếp đến từ Canada nhé. Mày mời mãi được thợ cả từ Canada về xào cái món hàu xào này. Anh chị em mà xem xem video của anh em mình làm thì cho anh em mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nhé các bạn nhé. Cho anh em mình làm có động lực à. Tất cả đều chuẩn bị, hôm nay mời đúng tất cả từ Canada về để xào cái món này cho các bạn xem. Ôi, phải lâu mới về. Đấy, bây giờ mình sẽ phi thơm cái hành này lên này các bạn này. Đấy, sau đó nước cà chua các bạn nhé. Đây cà chua. Đây mình đảo cái cà chua cho nó mềm ra để lấy cái màu cho nó đẹp các bạn. Đây hàu đã lấy hết vỏ rồi. Đấy. Cho một ít hạt lêm. Một ít mì chính. Đây hàu này nó phải rơi vào tầm 3 cân như các bạn nhé. Đấy, 3 cân. Đây bây giờ mình sẽ cho vào. Đấy, hàu vào. Đấy, cháu nhảy trong cái này, 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 c
Khi mà cái món này mà có cà chua vào thì trong cái màu sắc của nó rất là đẹp các bạn. Đấy. Bây giờ mình đảo cái hàu này cho nó chín đi, bắt đầu. Đây còn nước me này các bạn. Đấy. Mình sẽ cho một ít nước me vào để mình khử tanh các bạn nhé. Đấy. Sau khi mà xào xong nó chín rồi bắt đầu mình sẽ vớt cái hàu này ra ngoài. Sau đó mình sẽ xào riêng với lại cái rau ở ngoài, cái rau cần với lại su hào vào ấy. Đấy là được. Đấy. Ừ, thế cũng được. Đây mình sẽ chuẩn bị một cái nồi không ngoài này, bắt đầu mình sẽ hớt cái hàu này ra ngoài nhé các bạn nhé. Những cái này nó nếu mà mình để mình đảo chung với rau nó sẽ ngót hết. Đó. À. Ngon luôn, to mà hàu là to lắm. Đây là em mình nhé các bạn nhé. Hôm nay em mình trực tiếp thể hiện cái món này. Anh em yêu mến này, nhớ ủng hộ một nút like nhá. Đó. Mình sẽ hớt cái con hàu ra ngoài. To mà thì nếu mà như thế này thì nó mới không bị ngót. Đấy các bạn nhìn này. Đấy khi mà mình vớt ra này thì mình vẫn giữ được cái con hàu nó còn nguyên luôn đấy, nó không bị ngót. Đấy. Còn những cái rau mà anh em mình đã chuẩn bị đây, có rau cần này. Bên này là cái su hào mình đã bào sẵn rồi các bạn. Đấy. Lát nữa mà khi mà mình xào, mình sẽ xào riêng hai cái rau ra, bắt đầu mình sẽ đổ chung cái rau này với con hàu này. Đấy. Được chưa nhỉ? Ok. Đây mình sẽ cho cái su hào vào trước các bạn nhé, vì su hào nó lâu chín mà, mình cho trước. Đó. Những cái món xào này mình phải để to lửa. Đấy. Mình sẽ xào tái cái rau đi, bắt đầu mình mới sẽ trộn chung cái hàu này với lại cái con với lại cái rau này là ok. Cầm đoạn chốc xào tiếp thôi. Để đây chốc xào nó nhúng mất. Đó mà thất tí. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ cho rau cần vào nhé các bạn nhé. Đảo tái rau này ra, bắt đầu mình sẽ đổ hai cái loại này với nhau là xong. Đơn giản vậy thôi. Ok đúng không? Thế thôi, rất đơn giản. Vừa dễ làm lại dễ ăn. Tuyệt vời rồi đó. Tuyệt vời rồi. Nó có cái hành chế nhỏ chứ. Rồi, khi mà nó bắt đầu nó chín rau rồi, bắt đầu mình sẽ đổ cái con hàu. Con hàu này vào là xong. Đấy, thế thôi. Ok. Trong kiểu. Đấy, bây giờ sẽ đổ luôn cái con hàu này vào luôn nhá. Đào đều lên. Đó.
thế là bây giờ bắt ra đĩa là xong thế thôi, đơn giản vậy thôi. Hoàn chỉnh luôn. Xong. Đã xong. Ngon chưa? Ngon rồi. À, ai thích ăn cay thì mình cho thêm khoảng 2 quả ớt vào như vậy nhé. Đấy. 2 quả ớt mà. Cay đấy. Ừ, 2 quả ớt là cũng nó vừa vừa đấy. Đây, mình sẽ cho cuối cùng mình sẽ cho rau răm các bạn đấy, rau răm để cho nó thơm. Ok, đã xong rồi đấy. Xong. Đã xong, kết thúc. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây nhé các bạn nhé. Các bạn xem video nhớ ủng hộ anh em mình bằng nút like, nút đăng ký, nút chia sẻ các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.